chen chúc, lộn xộn, mạnh ai nấy đi, thậm chí xe máy, ô tô ngang nhiên đậu ngay giữa lòng đường là thực trạng đang diễn ra trước nhiều cổng trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Nằm ở khu dân cư đông đúc, là nơi đứng chân của nhiều cơ quan, công sở, nhà hàng, khách sạn, nên mỗi khi tan tầm, trước cổng trường tiểu học Trần Phú thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Nhằm hạn chế những bất cập này, lãnh đạo nhà trường đã chủ động phân công lực lượng bảo vệ hướng dẫn phụ huynh khi đến đón học sinh phải sắp xếp xe ngay ngắn, đồng thời tách bạch khu vực dành cho ô tô và xe máy, xe đạp. Theo đó, cổng chính số 5 đường Nguyễn Xuân Linh được dành cho những phụ huynh đi mô tô, xe máy, xe đạp, còn khu vực cổng phụ trên đường Lê Bôi dành cho những người đi ô tô. Quy định là thế, song điều dễ nhận thấy mỗi khi tan tầm ở cổng trường tiểu học Trần Phú là bát nháo cảnh xe máy, ô tô chen lấn, chẳng theo một quy định nào. Lượng phương tiện lớn tập trung tại cổng trường nên mỗi khi tan tầm, nơi đây thường xảy ra cảnh lộn xộn, ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông. Vào giờ tan tầm thì học số lượng xe cộ và học sinh đi về là gây rất nhiều, gây ách tắc giao thông. Nhà trường đã có quy định là cổng chính chỉ dành cho xe máy, xe đạp, cổng phụ thì dành cho ô tô. Nhưng mà giờ đáng đi là rất là lẫn lộn. Và một số hộ ở trong khu phố đã có kiến nghị nhưng mà vẫn đang còn tình trạng và mong được nhà trường là và quý phụ huynh chấn chỉnh. Hình ảnh lộn xộn, mất trật tự không chỉ diễn ra ở cổng trường tiểu học Trần Phú mà hầu hết ở các trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Các bậc phụ huynh xem đó như một thực tại nghiễm nhiên mà quên mất rằng những hành vi của mình không những gây mất trật tự an toàn giao thông cho người đi đường mà ngay chính con em họ cũng rất dễ gặp nguy hiểm. Mình thấy cái tình trạng mà xe cô ấy ở trước cổng trường lộn xộn nhiều khi kiểu mình dừng xe đón con cũng cảm thấy kiểu không được cho nửa lắm ấy. Và nhiều khi phải dừng xe từ xa ấy, làm cho mình đi đón con, mỗi lần đi đón con là phải mất đến vài chục phút mới đón được con. Thì ở trường chúng tôi đã có những cái biển báo, thậm chí là có những biển báo rất là lịch sự, đó là cảm ơn phụ huynh không đi xe vào trường, hoặc là cảm ơn phụ huynh không để xe ở dưới lề đường và phải để xe gọn gàng và cách trường khoảng 10 đến 20 mét khi đi xe ô tô. Thế nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện vẫn chưa được tốt lắm, bởi vì là có một số rất ít phụ huynh chưa phối hợp với nhà trường để thực hiện tốt cái vấn đề này, cho nên đã làm ách tắc cục bộ trước cổng trường. Để giải quyết tình trạng trên, nhà trường cần tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về trật tự an toàn giao thông, không đỗ xe dưới lòng đường, lề đường. Đặc biệt, khi đưa đón con em, phụ huynh cần nêu cao ý thức tuân thủ quy định của nhà trường, đi đúng phần cổng đã phân định cho các loại phương tiện.